À, xin chào các bạn đến với kênh của mình ha. À, trước mặt các bạn là em xe điện JetBull ha của hãng Nasaki. Thì trước đây á, dòng Nasaki á, sản xuất những cái dòng xe như là 133 con bò mình lớn mình to, một vài V9 rồi cấp A, rồi nói chung là rất là nhiều cấp cấp neo rất là nhiều ha. Thì nay dòng Nasaki sản xuất ra thêm một dòng nữa, đó là JetBull. Thì dòng JetBull này nó cũng giống những dòng XBull của hãng ra đi trên thị trường ha. Thì dòng này là JetBull của chính hãng Nasaki đó, sản xuất ra đó. Thì đây mình sẽ quay ngoại hình cho các bạn xem ha. Ngoại hình mình nhìn rất là chắc chắn nha các bạn đó, rất là khỏe khoắn, thiết kế rất là đẹp mắt ha. Thì phía đằng đây bạn thấy không, cái đằng trước chiếc xe đây là cái mặt ốp của xe nó, và có cái logo hình chữ N và có chữ Japan ha, thì công nghệ Japan ha. Thì cái mặt đèn của nó là mặt đèn hình oval, chính giữa là đèn bi cầu và hai bên đó là đèn led xung quanh hai bên ha. Phía trên tay lái, đầu tay lái thì sẽ có một cái miếng ốp để che mặt đồng hồ, hai bên là đèn xi nhan ha. Đó rồi tay lái đây, tay lái của xe cũng có chữ đây, đây 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 mình ra qua cho bạn coi, vi vi xin ha, đều có chữ vi xin ha. Đó, hầu như là cái hãng này là đều cung cấp phụ kiện cho hãng Nasaki ha, cho hãng Nasaki ha. Đó rồi mặt đồng hồ là hình thang khá là to, rất là to nha các bạn, to hơn những cái dòng xe trước đó rất là nhiều ha. Rồi cụm bên tay trái của cũng có cái nút mà pha gần pha xa nè, rồi nút xi nhan trái phải, nút kèn. Phía bên tay phải thì có cái nút là Power và Eco ha. Thì nó hồi xưa đó, những cái dòng trước đó đó thì nó sẽ có chữ chữ là nước 1, nước 2. Thì bây giờ là nó sẽ thay họ thay thế bằng cái nút Eco và Power, nó sẽ cho nó cảm giác là nó nghe hay hơn. Nó giống những cái dòng xe cao cấp ở bên thị trường Trung Quốc đó, giống như xe Aima hay là những cái dòng xe Tiếp 1 hay là dòng xe Honda cũng vậy, đều có cái nút chỉnh chức năng là đi Eco hoặc là Power ha. Này hãng Nasaki cũng thiết kế giống như vậy. Phía dưới đây là phía nút mở đèn ha. Còn cái nút chữ P này, các bạn thấy nút chữ P không? Chữ P này là cái nút mà khi mà xe bị hư hỏng không thể khởi động được thì mình những cái nút này thì xe sẽ cứu hộ khẩn cấp cho mình, sẽ đi được một quãng đường đến những nơi mà cứu hộ để có thể dễ dàng di chuyển đến những nơi nơi cứu hộ để có thể sửa xe ha các bạn ha. Rồi phía dưới đây là bộ chùm chìa khóa ha. Trước đây á là những cái dòng xe của Nasaki chỉ có chìa khóa chỉ có hai bộ thôi, đó là remote hoặc là khóa cơ. Nay Nasaki gọi là trang bị thêm đó là hai thẻ từ cho mình đó, bạn có thể sử dụng thẻ từ này để mở xe rất là thuận tiện, và nó giống như những cái dòng xe cao cấp hiện giờ là sử dụng thẻ từ các bạn ha. Rồi dưới đây 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 là chỗ bàn để chân các bạn ha. Đây là nhựa để bàn để chân, nhựa là nhựa nhựa dẻo nha các bạn, và được thiết kế rất là thẩm mỹ đó, khác với những dòng trước ha, là nhựa nhựa hơi cứng và nó khá là nói chung là về thiết kế á, nó vẫn còn có không đẹp, nhưng mà cái phiên bản này thì mình thấy đây bữa nay thiết kế rất là khá là bắt mắt và đẹp nha các bạn. Đây mình sẽ mở cái hộp mình ra cho các bạn xem. Đây hộp mình to bằng sắt nha, bằng sắt, hộp mình to bằng sắt ha, có thể chứa là 4 bình lớn các bạn ha. Trước đây á, cái mấy cái dòng kia á, là cái hộp bình á, nó sẽ có là hộp bình nhựa ha, và có cái nắp đậy luôn ha. Thì nay là họ sẽ là hộp bình sắt luôn ha, hộp bình sắt để rộng rãi để có thể để bình lớn ha. Thì đây cũng trang bị, hãng cũng trang bị đây đồ gác chân cho người ngồi phía trước ha. Rồi phía đây là đây, phía dưới đây là những bộ tem của nhà hãng Nasaki các bạn ha, da bằng ok rất là đẹp nha các bạn. Đó, rất là đẹp, rất là tinh tế sắc sảo ha. Thì xe hỗ trợ thêm cái bàn đạp, thì cái bàn đạp này á là hiện giờ á, rất là phù hợp với học sinh nha các bạn. Thì hiện giờ nhà trường á quy định á là những cái xe
mà học sinh có thể chạy, đó là xe phải có bảng đạp và dây sơn. Đó, cho nên học sinh đó, khi mà chọn xe để mà dùng để đi học á, thì cũng phải chọn xe những dòng xe có bảng đạp ha, thì dòng Nagasaki Jetbull này là phù hợp ha, vừa vừa mạnh vừa vừa có thể dùng, vừa mạnh mà lại phù hợp với tiêu chí là có bảng đạp ha. Thì trên đây đây là chỗ mà mình có thể là sạc sạc bình ha. Đây là có quy mã QR code để mình quét và móc để đồ. Đó, cái tem Jetbull ha, rất là đẹp ha. Mở thời trang này là Haruki ha, các bạn ha. Phía dưới xe yên sau là phục sau này sẽ được trang bị là phục đôi kép, phục kép ha. Đó, được hỗ trợ đây phục kép. Đó, rất là chắc chắn các bạn ha. Đó, cho cảm giác là mình ngồi, người ngồi sau ngồi đó, rất nhúng, rất là chắc chắn và êm ha. Đó, thì phía dưới đây cũng có đồ gác chân cho người ngồi phía sau. Nói chung là đồ hoàn mỹ so với những phiên bản trước, rất là, nói chung là đồ hoàn mỹ và thẩm mỹ á, so với những phiên bản trước là rất cao hơn rất là nhiều ha. Thì bánh xe động cơ đây và bánh xe bánh trước đây á, là bánh xe là 14 inch và 300, là dòng bánh con bò ha. Dòng bánh là khá lớn để cho độ bám đường cao. Đó, các bạn học sinh có thể di chuyển dễ dàng hơn trên những đường mà trơn trượt, sẽ không dễ bị té ha. Đây giờ mình sẽ mở cái cốp lên cho các bạn xem này. Rồi cầm về phía bên đây, mình sẽ mở cái cốp xe ra cho các bạn xem ha. Đây, đó, bật lên. Đây là cốp xe ha. Cốp xe bên trong khá là rộng ha, và bên trong này theo mình đánh giá, đây lần này họ thiết kế cốp xe nhựa đây rất là đẹp ha, so với những cái dòng trước đó, cái nhựa cốp xe này rất là đẹp, nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều ha. Và mình có thể để một cái nón bảo hiểm nhỏ hoặc là rất là nhiều đồ linh tinh ha. Đây là số bảo hành của hãng Nagasaki. Rồi đuôi xe đó, làm cũng rất là đó, rất là thiết kế, rất là thẩm mỹ ha các bạn ha. Đây phía dưới đây đó là có bảng, có để màn hình của có cái bảng hiệu của Nagasaki, và còn cái về sau này họ hỗ trợ luôn cả hai cái đèn phản quang luôn các bạn ha, hỗ trợ cả hai cái đèn phản quang đó. Nói chung là dòng xe này rất là ok ha, Jetbull, và mình đã test ra cái tốc độ của con này rồi. Đó, rất là nhanh ha, nhanh nha các bạn, không không có, nói chung là khá nhanh so với những dòng trước đó như 133V9 ha. Đó, và con xe này là mình chuẩn bị mình ráp cho chị khách ha. Chị khách đã mua con này là con thứ hai ha, lần đầu tiên là mua một con để cho con của chị ấy, và lần này là mua thêm một con nữa cũng màu trắng này để tặng cho cháu gái ha, là mình đủ biết là cái xe nó ok đến như thế nào rồi ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.